Cho tôi gặp con trai tôi. Anh ấy... Gọi thằng Khôi ra đây. Mẹ, sao mẹ lại đến đây ạ? Cháu mời bác vào nhà đã. Khỏi. Tôi không muốn bước vào chỗ không ra gì này. Bác ơi. Chưa đến lượt cô nói. Mà cô cũng không phải sợ đâu. Việc thằng con trai tôi nó gian díu với cô, trong khi nó có vợ con đàng hoàng tử tế, đấy là lỗi ở nó. Nhưng tôi cũng phải tự trách mình vì đã không biết dạy dỗ con. Đường quang không đi, đấm đầu vào bụi rậm. Thưa bác, cháu và anh Khôi... Cô yêu con trai tôi, sau đấy cô bỏ rơi nó để lấy chồng giàu. Và đến bây giờ cô ly dị, cô vẫy tay một cái, nó lại cung cúp gục đuôi nó đến với cô. Ngoài cái chuyện ngu dại của nó ra, tôi không còn gì để nói cả. Bây giờ tôi phải mang nhục là không biết dạy dỗ con mình. Mẹ! Im! Con trai tôi nó ngu xuẩn, nó nhảy những hai lần xuống một vũng bùn. Cho nên bây giờ tôi đã phải cố gắng đi tìm nước giếng về để rửa sạch cho nó tỉnh ngộ ra. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ mang nó về dạy dỗ lại. Tôi sẽ dạy cho nó biết, thật thà thì mất lòng, thật lòng thì mất hết, mà người mất nết, đừng có mơ bước vào cửa nhà tôi. Mẹ đợi con ở dưới. Anh đây. Ô Khôi, hôm nay nói chuyện với Hạnh, đại loại là anh có nói chuyện em anh sẽ ly hôn. Ai ngờ ông Voi nghe được, báo cáo hết bà nội rồi. Lúc nãy mẹ gọi cho em đấy, thì là anh cẩn thận nhá, em sợ mẹ qua nhà Yến đấy. Mẹ đến rồi. Thế nhá.